Vâng, xin chào mọi người. Và giờ mình chia sẻ mọi người một số cây mình mới trồng này mọi người. Từ ngày hôm qua giờ lục đục và trồng được một mớ này. Từ ngày chơi hoa lan rất là nhẹ nhàng. Bây giờ giờ chuyển qua cái cây hoa giấy này, thật sự là người này lắm công phu. Từ ngày hôm qua giờ ghép được bao nhiêu đây mọi người? Cái cây này thì là cây 2 mét hoa giấy mình chia sẻ là sống rồi. Đây, cây này mình mới ghép từ chiều hôm qua này. Đó, một cây rất là lớn, rất là to. Và một số cây này cho mọi người xem từng cây này. Đấy, mình tất cả mình trồng mình cát hết nha mọi người. Đấy, tầm 1,5 m đến 2 m cho mọi người xem này. Đó, mình trồng toàn là cát hết nha mọi người. Cho mọi người xem cái đây là tất cả những cái hoa giấy này, trước mặt mọi người là những cây hoa giấy đã sống hết rồi nè, nó ra lá ra thân lá ổn định nè. Còn đây là hai cái thân to nhất của mình nè. Đấy, đây là cái cũng là cái cành dâm thôi nha, nhưng mà cái vành của nó nè, vành nó to tới 80 lận, mình đã đo rồi, vành này vành 80, củ này rất là to nè. Đó, vành 80, còn cái này là tầm tầm 1,9 m gần 2 m. Vành có tầm 50 nè mọi người. Đó, mình đang dâm. Khoảng 1 tháng 2 tháng sau nó ra lá đâm chồi thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây là mới dâm, tính ra là được hôm nay nữa là được 2 ngày nữa mọi người. Sắp tới mình quay cho mọi người xem. Cây này mới dâm nè. Đó. Còn những cái chậu hoa giấy này mình đã trồng sống hết rồi, tất cả đều là màu hồng sắc pháo thôi. Ở phía sau nhà mình thì màu đỏ sắc pháo, đây là hồng sắc pháo hết nha mọi người, đã sống hết rồi nè. Thật sự chơi hoa giấy chỉ là tình cờ thôi, nhưng mà chơi nít cũng có đam mê. Mình thì bản thân mình là người chơi lan và cũng chơi cái cảnh phong thủy đỡ bàn cho vui thôi. Nhưng mà vừa rồi mình cũng là chia sẻ video trước là cái mùa mưa và cây nó đổ và người chị đã đỡ cho mình trồng rất là nhiều. Đó, tất cả những cái chậu của mình đấy, từ một mình làm hết, từ khâu mua chậu đến khâu làm đục đẽo thế này. Đó, bảo đảm mọi người là sắp tới mình sẽ quay những cái cây này thì ra lá hết nha mọi người, yên tâm nha. Trồng cát khi mà ra lá ra rễ ổn định rồi bắt đầu mình sẽ cho một lớp này ra, mình chơi thì đến lớp phân đất, phân hữu cơ như là phân dơ hoặc là phân vô cơ vân vân nha mọi người, cho nó tốt. Còn trồng thì mình đã giới thiệu những video cách đây vài tháng trước hay sao á, vài tháng trước thì là mọi người khi mà mọi người cắt cho nó ngang bằng thế này rồi, mọi người dùng một cái vật gì đó mình tạo cho một cái chỗ này nó để cho nó bắt rễ tốt nha. Đây này, mình dùng dụng cụ bén mình làm chỗ này cho nó dễ bắt rễ này. Mình liếc liếc nó qua đây cho mọi người xem cận cảnh này. Đó thì nó dễ bắt rễ nha. Đây, tất cả những cái phôi này mình đều làm như vậy anh em mọi người, còn rất trồng rất là nhiều. Nhà thì chặt mà thôi, bây giờ nó như phôi rất là nhiều thế này thì cũng tranh thủ trồng cho hết. Còn phía sau còn một đống như thế này nữa, một bãi phôi như thế này nữa. Đó, nhà chặt mà giờ trồng cây cảnh phôi lỡ rồi trồng cho nó hết luôn anh mọi người. Nhưng mà sau này ra hoa giấy rất là nhiều, thì nhà thì rất là đẹp. Phôi từ từ nhỏ có lớn có nha mọi người. Đó, còn trồng rất là nhiều nha mọi người. Đó, cho mọi người xem này. Nó khi mà cắt lát ra xong mình vuốt chỗ cái đầu này này cho nó khỏe, cho nó dễ bắt rễ, chứ mọi người không có làm như thế này thì nó dễ bị
rửa non á, vừa bị đứt. Vậy thôi, hoa giấy thì đơn giản mà điều cái cưa đồ công phu nó cũng hơi nhập một tí. Mình chia sẻ cho mọi người những cái chậu này đó, mình tự trồng này, bảo đảm mọi người là thời gian tới nó sẽ ra lá đó. Ra lá còn ra hoa thì chắc có khả năng là có thể là gần Tết hoặc là sang năm mới ra hoa được. Những cái khúc phôi này rất là to này mọi người đó, những khúc phôi này rất là to này đó, cong cưa cưa bằng tay rất là kỹ, cũng rất là nhập nha mọi người đó. À, những cái phôi dài này thấy mọi người thấy cái cây 1,5 m 2 m bên đâu sống hết nha mọi người. Cái giữ ẩm tưới nước thoải mái, cát là tưới nước thoải mái, nhưng mà mọi người mình cũng đã chia sẻ lại luôn. Trồng thì mọi người nên nên đỡ trong nhà, chứ ở ngoài kia mình sau nhà mình thì nước mưa nó xuống thì nó sẽ không bảo đảm, vì nước mưa nó xuống nó có chất axit làm cho rễ nó khó ra, nó đứng cây nha mọi người. Một số anh em nói là cây mà đem đi dăm mà đỡ ngoài mưa, mà nó thời điểm trời mưa thì rất là tốt, là sai nha mọi người. Nếu mà trồng đỡ ngoài mưa thì nên đỡ chỗ nào mà một bãi cát hoặc là thông thoáng đó, chứ mà đỡ ngoài mưa mà trồng chậu á mọi người không phát triển được đâu, vì mưa có chất axit muối mặn làm cho rễ nó không có ra, nó đứng cây, vì mình bị một số cây nó rớt lá và nó không phát triển, nó đứng im một chỗ nha mọi người. Bởi vậy mình mới trồng ở dưới mái tôn nè đó, một số cây nó ra mùa mưa nè không sao hết nè, rất phát triển và rất là ổn định nè mọi người. Còn một số cây mình đỡ phía sau thì mưa xuống làm cho nấm lá rớt lá nha mọi người. Những cái lá này nó sẽ bị đỡ mưa, nếu mà nó bị bệnh nó sẽ bị đen đen kiểu như rai đen đó mọi người đó. Còn phôi rất là nhiều. Còn về kích rễ thì mình cũng không giấu mọi người, kích rễ của mình thì mình cũng chia sẻ cho mọi người xem nè. Kích rễ thì mọi người nên mua cái lọ lọ N3M này nè đó, N3M này đó, hoặc là mua mua kích rễ của Mỹ nè, rất là tốt nè, nhưng mà chai chai nhỏ này rất là mắc, trên 100.000 nha mọi người. Biorose, chơi lan chơi cây cảnh đâu được hết. Hoặc là mọi người mua lại kích rễ đây cũng hầu như là kích rễ rất là nhiều, nhưng mà chung chung nó cũng là dạng kích rễ thôi, thì cũng có gì khác, nhiều thuốc tốt thì nó dở ra hơn. Đây như kích rễ rất là nhiều mọi người, kích rễ bimít đó, cái lọ này giờ một tay cầm rất là khó nha mọi người. Để mình lấy chơi cái cảnh này, mọi người muốn cho coi hoa giấy mình nó sinh trưởng nó phát triển mạnh ấy, thì mọi người nên mua hai loại nữa, bảo đảm cây nó sẽ sống và phát triển rất là nhanh, ngồi kích rễ ra, kích rễ nào cũng được, nhưng mà mọi người mua những cái thuốc như kích thích sinh trưởng như là thằng Atonis, hoặc là mọi người mua Super Thai á mọi người. Super Thai cũng dạng kích rễ mà của thằng Thái á, hoặc là Mỹ á mọi người đó. Super Thai nó tới 50 hormone mà nó làm sinh trưởng cây rất là mạnh đó, mà xài Super Thai chỉ cần vài giọt mọi người có thể tưới được rất là nhiều cây đó mọi người. Tất cả những cây hoa giấy mình trồng đều sống nha mọi người. Còn ở phía sau rất là nhiều, đây là những cây hồng sắc pháo, ở phía sau là màu đỏ sắc pháo đó. Bảo đảm mọi người là những cái này mình trồng thời gian sắp tới là sẽ cũng ra lá như 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 một số chậu ở bên này đó. Từ đây tới chiều mình cũng tranh thủ trồng cho hết, bây giờ từ trưa đến giờ thì cũng đã gọt gần xong rồi, gọt và cắt giũa tạo phôi nó đã ổn định rồi. Mình nhiều quá cho nên mình không có thời gian nữa, mà kích rễ mình đưa vào chậu luôn và mình tưới kích rễ ngay chỗ chân gốc nó.
chứ mình không có bỏ vào vào xô và kích rồi xong rồi đỡ khô mới đem vào chậu, mà mình đỡ vào chậu trực tiếp xong mình phun luôn, chẳng sao, cách nào cũng được. Nếu như mọi người muốn kích rễ cho nhanh ra thì cứ tầm 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 7 ngày thì mọi người cứ pha loãng kích rễ loại này, kích rễ loại kia cũng được, pha loãng nó để cho nó nhanh ra rễ. Nhưng mà đừng có lạm dụng thuốc nha. Video đến đây mình xin kết thúc. Mọi người xem đây hay thì nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình nha. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem và lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người những video sắp tới mình cũng sẽ chia sẻ về cây hoa giấy khi mà mình hoàn thành 100% những cái phôi này nha mọi người. Xin chào mọi người.